Các bạn ơi, chiều nấu mì ăn các bạn ơi. Nấu mì nè các bạn. Mì cay. Bật lửa nấu các bạn. Cái này chuẩn không chín đâu các bạn. Đổ vô tô như mì thường nó dai lắm các bạn. Mình bỏ vô đây luôn các bạn, nấu luôn. Nấu với mực nha các bạn. Rồi các bạn thôi rồi các bạn ơi. Bây giờ bỏ cái gói rau củ mà. Bây giờ bỏ mực vô luôn các bạn. Mực. Bây giờ cho gói đường nêm luôn các bạn. Giờ cái này cay các bạn ơi. Bỏ hết cho luôn. Mực đây các bạn. Mực này cũng mau chín các bạn. Mình bỏ cái mì luôn các bạn. Bẻ làm đôi. Bỏ hành vô luôn. Trộn lên cho nó chín các bạn, trộn chút cho nó chín, chứ nước sôi nấu nó không chín các bạn, nó cứng lắm các bạn. Cái này há cạo các bạn, há cạo nè mới ấp xong. Chắc được rồi bác ơi, chắc là mềm nữa. Tắt lửa đổ đổ cái tô được rồi bạn. Nè các bạn ơi. Nè. Mình mới nấu xong mì các bạn. Mực là các bạn. Mực này cũng lớn các bạn, vừa vừa. Mực ống rồi là mực ống nhỏ nhỏ. Tươi lắm các bạn. Cái này ấy mà.
Thì lấy cái muỗng các bạn ơi. Múc thử coi. Dừa. Ăn quên mời các bạn. Thôi mời các bạn ra. Cay quá rồi, không bỏ tôi nói các bạn. Mình này được. Cái con mực khô á, nó nhìn thì nó sang, nó mắc, tại nó mắc không nó sang. Nhưng mà mực khô mình nướng ra cái mực khô á, tại vì nó mắc cho nên nó sang, nghe tiếng là sang đó. Nhưng mà tính ra các bạn nướng lên coi làm dài bao chút rồi. Rồi nó chế biến món ăn thôi các bạn, chứ ngồi mà ăn không á. Dù các bạn có xé ra, các bạn chấm tương ớt thì ăn hơi cũng cũng ớn các bạn. Nó ngon mà tươi các bạn. Để cho mấy người nhậu á, nó nhâm nhi. Là tôm khô của các bạn. Đây là mình nấu nấu canh ăn các bạn ơi.
Còn mực khô á, dương tôm khô á, đã phơi khô rồi nó để chế biến thức ăn các bạn, chứ không có ngồi ăn công. Ăn công nó, không phải là nó mắc mà ăn công nó uổng, không phải. Nó không ngon bằng cái tươi đâu ạ. Khô khô cái mùi vị nó thì nó ngon thôi, nó thơm nó ngon thôi. Cho các bạn chia sẻ các bạn chút luôn nha. Chào các bạn nha.